Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay là em giới thiệu các bác là cái cấu hình xúc kép mặt. Đấy, xúc mặt trên cái mẫu thùng EGNE. Em đang sử dụng là củ bát chuẩn bị nắp đây là 18 TNV kép 3000, công suất khởi chạy của một củ loa là 1800. Công suất chương trình là 3600 và công suất peak tức là đỉnh điểm trong vòng 3 giây là 10.000W. Thế thôi nhỉ. Thông số đầu cái là ấn tượng rồi. Đấy. Đây nha các bác nhá. Thùng này là thùng mẫu EGNE E218. Hiện tại em đang có là E218 đang có sẵn rất là nhiều. Với năm 2002, mẫu năm 2002 cũng có khá là nhiều. Đấy. Sắp tới nữa thì em sẽ ra là năm 2002 XL. Tức là phiên bản thùng đầy đủ như chính hãng luôn. Đấy. Hôm nay em sẽ lắp demo cho các bác xem cái cấu hình là của 18 TNV kép 3000 khi kết hợp với EGNE E218. Nó sẽ cho ra một chất âm như thế nào. Thì bây giờ anh em chúng em sẽ setup lên cấu hình này và đánh thử demo các bác nghe nhé. Demo thử thôi, demo ngắn thôi, không demo được lâu đâu. Chỉ tầm giỏi được 15 phút thôi là hết. Từ lúc test nhạc đến lúc tạm dừng, không phát nữa, 2 tiếng sau phát tiếp, khoảng tầm 15 phút. Đấy, để các bác cùng xem tham khảo. Cái thùng này thì là gỗ rất là chắc chắn các bác nhé. Gỗ mặt trước là 3, còn gỗ cạnh là 18. Và thùng bên trong là có ke góc ốc vít đầy đủ hết. Đấy, bao cho các bác là sử dụng. Nếu như các bác vận chuyển đi lại mà nắp củ loa vào đánh mà nó có cái hiện tượng vách tiếc mà tung tiếc thì em cứ đổi cho các bác cái thùng khác. Nói nhanh thì cam kết đảm bảo luôn, đổi kể cả các bác dùng như phá, dùng như phá, đổi luôn, không nói nhiều. Bởi vì hàng có sẵn. Hôm nay em sẽ sử dụng cấu hình này test với một chiếc H1215. Hôm trước em có review H1215 đấy. Thì hôm nay là sẽ test. Đây là cái cục đẩy 3 kênh hiện tại em đang có sẵn. Cục này thì giá là trên 5 triệu nhá. Con này là 2 kênh, kênh A kênh B. 600W kênh A, 600W kênh B, cái kênh C là 800W. Kênh C thì nó có luôn cả cái công tắc để auto cắt xúc luôn. Nên là rất là hợp luôn, rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì giá là trên 5 triệu, cụ thể bao nhiêu thì gọi trực tiếp em sẽ báo giá nhá. Đấy. Xúc này thì nó có lưới ở mặt, bây giờ em sẽ lắp lên. Không có lưới, không đậy lưới để thả rông ra. Đấy, oánh cho rực rỡ đúng không ạ? Ok. Em sẽ lắp lên, sắp lên và các bác cùng nghe thử nhá. We'll be right back.
J. Elmer Remix.